Xin chào các bác nhé. Hôm nay em giới thiệu với các bác một con vàng số Chipat 580. Nhưng mà đây là bản đặc biệt của cái con 580 này các bác nhé. Bản này bản đặc những cái bản đặc biệt này nó có một là cái màu vàng gold và cả vỏ và bên trong. Đấy, còn cái bản này nó vẫn giữ cái màu đen truyền thống. Bên trong thì nó chuyển sang màu vàng các bác này. Cái phần mềm của con này nó cũng khác, phần mềm con này giao diện cũng toàn bộ bên trong màu vàng hết. Đấy, con này nó tiếng của nó thì vẫn như các cái con 580 bình thường thôi. Có cổng quang các bác nhé. Đấy, nhưng mà cái con này thì nó sẽ thay đổi về cái giao diện mà phần chỉnh chuột ở bên ngoài bằng tay cho các bác. Thế là các bác chỉnh dễ như băng cơ luôn. Bất cứ ai khi sử dụng con vang này thì đều có thể tự làm chủ được mình, tự làm chủ được con vang này nhé. Đấy, chỉnh theo ý các bác luôn. Đấy, Chipat nó được nhiều người biết đến do những cái đặc thù nó, ví dụ như là cái tiếng echo rất là quện, dễ hát và cái khả năng chống hú cực tốt. Thế là sử dụng karaoke gia đình và phòng hát rất là ok các bác nhé. 1 2 3 4 5 6 7. Con này là có cổng quang các bác nhé. Đấy, cái giao diện của nó chỉnh các bác này. Echo, reverb, PQ của cái hình mic này, là PQ của mic này. Đấy, và PQ của nhạc này rất là dễ này. Ví dụ em vào phần chỉnh bắt tép của nhạc nhé. Đấy, nó là vang số, nó hay vang cơ rất là nhiều, nhưng mà nó lại tích hợp cái phần chỉnh ở ngoài, phần chỉnh bằng tay này y hệt như con vang cơ. Đấy, các bác nhìn này, hai pad này, có nghĩa là cắt cái giải thấp của nó đấy. Đấy, bass này, chest này. Đấy, bất cứ ai cũng có thể chỉnh được các bác nhé. Muốn chỉnh bass này, các bác ấn xuống chỉnh bass này. Đấy, cộng trừ decibel này, tăng giảm này. Lúc này các bác này. Đấy, tăng giảm bass này. Đấy, để em cho to nhạc một chút thì các bác nghe nó dễ hơn nhé. Đấy, bây giờ các bác muốn tăng bass lên này. Giảm bass đi này. Đấy, dễ như kiểu là khi mình chỉnh qua equalizer các bác nhé. Đây là bản đặc biệt thì nó mới chỉnh được như này các bác nhé. Còn những cái bản kia nó khó chỉnh hơn. Những cái bản kia thì phải học nhiều hơn thì mới chỉnh được. Còn cái bản này thì chả cần học qua, nhìn đây là phát đã hiểu rồi. Đấy, còn cái phần chat này. Đấy, rất là dễ các bác nhá. Đấy, còn đi sang đây là các bác muốn chỉnh ở cái giải equalizer nào thì các bác có thể chỉnh với cái giải đấy để chỉnh nhá. Đấy, nó tương tự như vậy, cái phần mic cũng thế thôi. Đấy, phần echo này. Đấy, rất là dễ này. Tăng giảm rất là dễ. Con này có cổng quang nhé, giá là 1.700.000 em bao ship cho các bác nhé. Em có duy nhất một con thôi, 1.700.000. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em theo số điện thoại 0967 851 866. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo.